cả mọi người. Bây giờ là buổi chiều rồi, đói bụng lắm mọi người ơi. Nhà mọi người còn cơm nguội không? Nếu còn cơm nguội, chúng mình hãy đem ra và vào bếp với cô Mai làm món bánh chiên từ cơm nguội. Món bánh chiên từ cơm nguội rất đơn giản mọi người ạ. Đấy là chúng mình có một tô cơm nguội này, một ít đường, một ít bột bánh xèo, một ít bơ và một ít dầu. Chúng mình cho cơm nguội vào tô to hơn mọi người nhé. Các bạn cho ít đường, với lượng cơm nguội như thế này thì mình cho 4 thìa đường, 3 thìa bột rán bánh xèo. Cái bột này bỏ vào thì nhằm tạo cái độ phồng và độ giòn khi mình ra ăn bánh mọi người nhé. Sau đây thì chúng mình trộn đều. Khi trộn đều rồi thì các bạn mới bắt đầu bóp. Bóp và cái phần cơm nguội này thì nó sẽ cảm thấy rất là dẻo. Các bạn nhớ là trộn đều mới bóp, không các bạn bóp trước thì đường với bột bánh mì không đều vào tất cả các hột cơm đâu. Các bạn đã thấy chưa? Bắt đầu dẻo rồi đấy. Cách này cũng có thể làm cơm cháy được. Nếu mà làm cơm cháy thì các bạn không bọc kỹ và các bạn cán bánh to đều các bạn nhé. Mình bóp thật nhuyễn thì các hỗn hợp mới trộn đều với nhau và cơm mới dẻo. Như thế này thì được mọi người nhé. Bắt đầu chúng mình cùng vắt cái miếng bánh theo hình của chúng mình thích thôi. Mình làm đơn giản, vo tròn và ấn dẹp ra là được. Bỏ vào đĩa. Khi chảo nóng, chúng mình đổ dầu vào. Chảo dầu sôi, chúng mình bỏ bánh vào. Khi rán bánh thì các bạn nhớ để
đừng có dính vào nhau các bạn nhé, để xưa ra. Chúng mình để ý khi nào mà miếng bánh ở phía dưới nó ngả sang màu vàng thì chúng mình nhớ trở nhé. Như thế này mà mình. Bơ vào thì mùi rất thơm mọi người ạ. Bây giờ chúng mình gắp bánh ra đĩa nhá. Khi gắp bánh thì chúng mình nhớ rải bớt dầu. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món bánh chiên từ cơm nguội rồi đấy các bạn ạ. Chúng mình cùng thưởng thức nhé. Cũng đói lắm rồi, bây giờ thử một chiếc bánh của mình làm xem thế nào nào. Ngon lắm mọi người ạ, giòn này, ngọt ngọt và thơm mùi của bơ, rất là tuyệt vời, các bạn cùng làm nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video ngày hôm nay. Nếu thấy hay mọi người hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của cô Mai làm nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye.